Vậy một một xô vậy được hai chuồng. Hey, xin chào tất cả các quý khán giả ha. Hôm nay kênh Ba Đô Vlog sẽ đi thăm lại cái mô hình bò vỗ béo. Đây có xe chở thanh long. Trang trại bò béo này là khoảng hơn 3 tháng trước mình có ghé lại rồi, đó là trong quá trình bò đang nuôi ha, bò mới mua về nuôi, thì hôm nay có dịp nên là mình ghé vào thăm lại để mình coi lại thử là cái lợi nhuận sau 3 tháng có bán được con nào hay chưa. Đây, hôm nay đi tham quan có mấy chú nhóc này nữa nè. Đây. Đây, đó có mấy nhóc. Tỉnh nón nào? Đây, bây giờ đi trước là có 3 cô nhóc cũng đi theo để coi bò nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi coi thứ bò như thế nào nha. Đây thanh long. Đây thanh long sạch nha các bạn nha. Tại vì cái vườn thanh long này lúc trước và cái giá cả nó không có, nó xuống thấp quá thì không có đầu tư nữa, bây giờ phải bỏ thôi. Hả? Bây giờ cái thanh long này thanh long hàng mùa không xịt thuốc xịt gì luôn. Đây nè, những cái trụ này thì bây giờ phá bỏ rồi, chỉ lấy trụ thôi. Đây chập nữa mình sẽ hái mấy trái thanh long vô mình ăn nè. Ngọt lắm. Xung quanh như vậy thì khoảng khoảng 300 trụ, nhưng mà thanh long giờ giá có 4.000 đồng một ký à, nên là đây là cái này là hàng mùa tự nhiên ra luôn, nên là cái vườn thanh long không thấy chăm sóc không các bạn ha, đó nên cái cỏ rất là nhiều, dây leo đồ hết, nên cái này là sẽ bỏ thôi chứ không có làm nữa. Rồi đây là con đường mình đi qua cái trại nuôi bò vỗ béo. Cái mùa này là cỏ mưa nhiều rồi, cỏ nó lên nhưng mà bò béo thì không có thả ra mà chỉ để nhốt ở mình nuôi ở trong chuồng thôi. Đây đó, nghe tiếng mới vượt đầu lao với người ta có mấy lần. Đây có mấy anh nhóc này anh Tì. À, đây cái vườn thanh long người ta chăm nè, nhưng mà đây cũng hàng mùa nên cái giá thanh long hiện tại bây giờ có 4.000 đồng một ký, 5.000 ai bán được thành khoảng 5.000. Phải nói là người nông dân rất là khổ làm được một cái trái thanh long lên, nhưng mà bây giờ cái giá cả còn phụ thuộc rất nhiều vào cái thị trường, nên là giá 4.000 ký là chỉ có làm bỏ công ra đáy thuốc thôi. Đây có một số hộ cũng đang, một số hộ nông dân bây giờ đang đầu tư ha. Đó, đây là lên luống. Đây là lên luống để cho nó khỏi úng nước rễ, thanh long là nó úng nước rễ là nó ấy nè. Này. Đây tới chuồng bò nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cô nhỏ xíu. Rồi ở đây là cây bắp à, mùa này đã thu hoạch bắp rồi, bây giờ có cây bắp nè. Đây là cái bắp để trữ làm thức ăn cho bò nha. Đây thức ăn cho bò, đây cái bắp như thế này nè, cái này chở chắc là một xe mấy cày lớn luôn á. Đây cây bắp tủ lại cho nó khỏi bưa, nó khỏi hư ha. Rồi đây là này, đây là phân bò. Đây phân bò mùa mưa thì ấy nè, phân bò này chừng bán cho thanh long ha. Rồi bây giờ mình vô mình coi bò. Ở đây có một cái kẹt nước, cái này là để cung cấp nước cho bò. À, có một số số bạn hỏi là review cái máng cỏ đây nè, cái máng cỏ là đây. Đây là dùng cái thùng nhựa.
cái thùng hình như cái thùng 50 lít nè, cái thùng này người ta bán cũng rất là rẻ, cưa lên làm hai, rồi đóng một hai cái chân, rồi dựa vào trong cái hình bò nè. Ở đây mình đếm thử hai, ở đây chuồng này có hai con bò luôn nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 con nha. Đây các bạn thấy bò rất là đẹp. Ba sao cái này nó lại có hai cái này là có cái lỗ. Đây, là thấy bò rất là đẹp luôn, bò này. Bò rất là đẹp mập, luôn. Bò đẹp lắm. Đây nè, đây. Đây. Đây cái con bò này như mình nhớ đợt trước mình có đã ở video trước mình đã review bữa nay, các bạn thấy nó khác không? Nhìn nó mập mà nó cái da nó căng bóng luôn nè. Đây nè, nó da căng bóng luôn. À đây nè, các bạn thấy chưa? Đây. Đó. Rồi đứng dậy. Ông bò, ông bà. Đứng đứng dậy coi nè. Đây các bạn thấy xuồng bò đẹp không? À đây là xem bò như rồi ở đây cái mình thấy có cái máng nước nhưng mà mình nghĩ cái máng nước nó không có tác dụng, cái vòi nước nó không có tác dụng, tại vì cái này uống thì sau khi bò ăn ha thì mình có thể là đổ nước vào trực tiếp trong tay cho bò nó uống luôn. Con này em mặc ok nên là không lấy được. Thì với số lượng này, ví dụ như số lượng này thì mình nghĩ 15 con này với số lượng mà phân bón thì mình nghĩ nó cũng rất là nhiều. Đây mình thấy có cái máy mà đóng bằng gỗ hết nè, xung quanh đóng bằng gỗ hết. Mình coi cái máy này nè. Cái máy là cái máy xái cỏ nè. Cái này lúc trước thì mình nhớ là lúc trước nó là được làm bằng sắt, nhưng sau này bây giờ chế làm gỗ rồi nè. Tại anh chủ này là anh bỏ đá nha Ngọc ơi. Thợ mộc. Đây cái Ngọc ơi, con bỏ đá. Cái lưỡi dao nè, nó sẽ chém ha. Rồi. Bỏ cỏ vào đây để chém thế này. Chém đây. Cái này chốt bỏ đá là con bỏ đá. Đây có một cái mặt to. Cô nào thèm đồ ăn thì đây. Đây chế lại bằng gỗ hết. Con này ăn nè. Đây có tắt điện. Còn cái này thì cái gì thì mình không hiểu. Ra lấy đi. Con này thua. Ra lấy đi. Cái này là cái quay gì đó. Anh đây thật ơi, làm sao luôn nè. Đây cho mấy con được ăn. Ủa cái này không biết làm. Để làm gì ta. Ngọc gì nè Ngọc ơi. Không hiểu luôn. Ngọc ơi, Ngọc gì nè. Ủa cái này bây giờ cho nó uống hèm hả Dậu? Dạ. Một cái thùng hèm này mua bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Tầm khoảng 4 ngàn. 4 ngàn hả? Dạ. Rẻ thế ha. Một thùng 30 lít mà có 4 ngàn. Bây giờ vớt hết ấy ra cho nó ăn ha. Rồi bỏ rơm ra tận dụng máng này này. Cái đó không để gọn lại cho nó ăn hay là bỏ luôn? Cái này chỉ có buổi sáng ăn thôi. Còn mấy cái dư đó làm gì? Dạ, cái này hôm sau cho nó ăn lại. Nếu mà nó ướt quá thì bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Bỏ uống sắp sẵn ha. Chưa cỏ cỏ xay là chừng nào cho nó ăn? Cái cây này làm gì vậy? Cái cây này làm mùng đó. Làm gì? Mùng á. Mùng đâu? Giờ đang chuẩn bị làm ở nói chung cái này nữa. Để quay mùng á hả? Ủa đây có mũi hả? Mũi chứ. Mũi bò nó nhanh ốm. Đấy, cây này để quay cái mùng á ha. Ủa, chế gớm vậy. Chế mà đâu có lạnh ra mà cuốn lên được. Là phủ ở ngoài đây mà. Ủa cái dây này là cái dây để dây mùng á hả? Dây để mình cuốn mùng á. Nó sẽ chạy theo á. Nó chạy theo này ha. Đây sợi dây đây coi. Tính ra một cái lượng phân bò này nó thải ra một ngày cũng hơi bị nhiều phân đó chứ hả? Tầm nó một tháng chắc cũng được 2-3 triệu.
3 triệu tiền phân. 3 triệu thì đủ lại bù lại tiền ăn uống xe cộ, xăng xe đồ. Các bạn thấy bây giờ là cái chuồng trại này thì được chia thành 3 giai đoạn trong một ngày. Là buổi sáng là bò sẽ cho ăn rơm. Và bây giờ đây là buổi trưa và giờ sẽ bò sẽ được tắm. Và mấy cái máng này là sẽ được rửa sạch hết và bỏ nước. Để làm sạch và bỏ nước vào để cho bò uống với lại cám với lại hẹp. Rồi buổi chiều thì sẽ bò sẽ được ăn cỏ. Cỏ trồng ở đây nè. Cỏ này sẽ được cắt, cắt thái mỏng ra. Sử dụng cái máy cắt thái mỏng ra để mà cắt. Thì hèm á, giờ nãy các bạn có thấy chị đã thấy ở đầu video rồi ha. Thì hèm này một thùng như vậy nó chỉ có giá có 4.000 đồng thôi. Các bạn thấy tại ở đây á là nó ở đây có một cái lợi thế là gần với lại nơi nấu rượu và ta nấu với số lượng rất là nhiều, số lượng hèm ra nhiều nên cái giá thành nó mình mua lại rất là rẻ để mình về mình cho bà uống. Đây bò bây giờ chưa là xịt tắm nè cho nó mát. Trời hôm nay giống ui ui nhưng mà phải xịt cho con chuồng cho nó sạch. Tắm cho nó mát sạch sẽ nè. Mấy cái phân này á, sau khi mấy phân này xịt sẽ đi, nó sẽ trôi ra phía ngoài. Rồi sau đó sẽ cào ra và để ủ ngoài phân kia. Cái tiền phân một tháng thì tầm khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu. Thì nó sẽ bù lại trong cái chi phí xăng, cộ, xe và công chăm sóc hàng ngày. Thì khi mà làm nhiều thì mình nghĩ một tháng thì trong một ba tháng thì đã có được 9 triệu tiền phân bò ha. Thì nói chung là cũng khá là ổn. Còn bò hiện tại bây giờ là đến hiện tại bây giờ là giá nó rất là ok. Nếu với bò mà nuôi mua con lớn hơn rồi bố béo thì sẽ khoảng 3 tháng sẽ bán được, còn nếu mà nhỏ hơn thì 6 tháng. Bò bây giờ giá cũng rất là ổn định. Giờ pha nước hèm cho bò. Một ngày thì mình ước lượng khoảng một con vậy là khoảng bao nhiêu cái cám? Ký không? Ví dụ như một cái bao 25kg rồi cho ăn được khoảng gần 2 ngày thôi. Gần 2 ngày luôn hả? 15 con, bao 25kg thì con hơn nửa ký. Hơn hơn nửa ký cám một ngày. Một cái đó là cái gì? Muối à, muối hột hả? Cho thêm muối hột vào. Cái đó là mua cám thức ăn hỗn hợp và vỗ béo cho ai. Đây là cám viên. Đây là cám viên chứ không phải cám gạo nha. Đây là cám viên nè. Cám viên thế này. Cám rất là thơm. Cái cám này thì cái này mình bỏ vô chắc nó cũng ăn được luôn à, khỏi cần phải ấy nữa, tại cám viên mà. Mình trộn nước sẽ hết luôn hả? Là cái này là đủ rồi hả? Là đủ cho 15 con rồi hả? Cái cỏ cái này chỉ có giống như cho nó thêm để nó đủ chất thôi. Giờ đổ hẹp vô hả? Là một thùng. Đổ hết thùng không? Dạ không, đổ thùng. Đổ xong sóc lên. Sóc lên. Nó
Nhưng còn một con vậy là một một xô vậy. Chắc nữ xô thôi ha. Chi đều ra ha. Hai, bốn, sáu, tám. Vậy một cuộc xô vậy được hai chuồng. Dưới dưới luôn à. Đây con này thì ảnh lặn ở dưới luôn. Rồi các anh chị thấy là với một cái thùng hiềm này chỉ có 4.000 thôi, cũng rất là rẻ. Tại vì ở đây là như nãy mình nói đó là có một cái lò rượu ở đây ta nấu rất là nhiều, nên số lượng hiềm nhiều nên là mình sẽ được mua với cái giá đó. Chứ còn mình thấy có nhiều hỗ trợ giá hiềm lúc trước thì cũng mình cũng thấy có thể là cũng có nơi là bán 10.000, 10 mấy ngàn thùng. Do đó là ở đây ví dụ tận dụng, mình tận dụng những cái lợi thế mà ở những cái hiện tại mình có thể mua được với cái giá rẻ thì thấy nó sẽ bộ béo nó sẽ tốt hơn và lợi nhuận nó sẽ tốt hơn ha. Rồi rồi video của mình xin kết thúc ở đây ha. Nếu các bạn cảm thấy video này nó rất thật sự, nó đem lại những cái điều thú vị cho tất cả các anh chị, thì các anh chị hãy bấm like và share để cho mọi người theo dõi ha. Còn nếu mà các anh chị nào mới dự ý vào kênh Badu Vlog thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng thành đạt ha. Bye bye.